nếu không được hoan nghênh nên biết cách rút lui, nếu không được trân trọng cần học cách quay lưng. Phong cảnh không ngắm được cũng không sao, tình cảm không hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Thời gian không nên lãng phí vào việc vô nghĩa, tình cảm nhớ đừng gửi gắm những nơi không xứng đáng. Dám tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Dám đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Dám để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc, đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim, tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng, nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình.